đội máy cắt chuẩn bị đang xuống đồng đi ra đồng đó anh em. Đội máy cắt di chuyển bây giờ mới ra tới đồng anh em. Đội máy cắt đang xuống đồng luôn đó anh em ơi. Bên này cắt trong hậu à. Mình đang ở Lương An Trà, Chi Tôm, An Giang đó anh em. Trời hôm nay cũng hơi chuyển mưa nè, màn hình tối quá. Anh em cũng thông cảm ha. Ở trong ruộng nước không đó anh em ơi, đem ra bờ dục nè cho đừng ướt.
đường lún lầy quá, cắt chung luôn hay sình không anh em ơi. Rồi đi vô một chiếc luôn rồi, đường lún quá chạy ít không được chạy nhiều luôn. Rồi đó, đi vô rồi đó. Tiếng em lên đường luôn. Một em. Chắc rồi đó anh em ơi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em ơi. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình chân thành cảm ơn rất là nhiều.